Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của em Long Bùi, Người Ta Long. Và sáng hôm nay em Long Bùi lại tiếp tục làm clip về chín cây guitar classic của Nhật, loại gọi là những cây mà rất là thông dụng nhưng mà Long Bùi cũng sẽ làm được cái giá cực kỳ là tốt, cực kỳ là thấp cho những người chú, người anh, người chị ở tất cả các tỉnh thành của mình. Thì bữa giờ thì đầu năm Long Bùi cũng xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ cho em Long Bùi, những người chưa xem đàn nhưng mà đã tin tưởng Long Bùi tuyệt đối, những người chú ở Bến Tre, Cần Thơ, những người anh ở Hà Nội, có những chú mà chuyển khoản không được nhưng vẫn nhờ người khác chuyển khoản mặc dù chưa thấy cây đàn của mình, có những người vẫn dặn cho Long Bùi những cây đàn đó chưa chuyển khoản nhưng vẫn dặn đỡ đỡ đó đỡ đang nhiều vơ đỡ vào rồi mới chuyển khoản được, chứ không có gọi là không có rành vào quá trình chuyển khoản nhưng đó. Còn những gọi là những người mà họ chỉ nói là bây giờ Long Bùi chỉ lừa cho anh cây 3 triệu, cây 2 triệu hay cây 2 triệu rưỡi trong cái tầm giá nó gọi là tốt nhất cho dây sắt và nhựa long đỡ gửi cho mấy chú, thì mình cảm thấy là cái gánh nặng của mình, mọi người tin tưởng như mình và cái chế độ kỹ thuật của mình. Có những người không biết chơi mà mình canh action thấp bấm như là búa bổ xong rồi nó ôi sao mà cái đàn anh đánh nghe nó cái đàn nó chất lượng nhìn nó rất là đẹp nhưng mà sao nó bị rè, nhưng mà mình kêu quay video cho mình xem thì đánh đánh như là cái gọi là lực, như là lực lực trâu đó. Cho nên mình cũng hướng dẫn cho mọi người về cái cách chơi đàn, đánh đàn và xử lý ngón tay như thế nào thì rất là ok. Thì hy vọng là những cái clip của em Long Bùi sẽ được mọi người đón nhận và sẽ ra những clip về, ví dụ như là về giao hàng cho khách, rồi những clip về sửa đàn hay là những cái lỗi mà cái đàn thường gặp. Tại vì sửa đàn thường thường những cái khâu nặng á thì nó phải buộc qua xưởng, và Long Bùi trong cái năm 2024 này cũng sẽ làm một cái phòng quay mà làm những cái đàn sửa sẽ trực tiếp trên cái phòng luôn, đợi cho nó yên tĩnh, đỡ không bị ồn ào. Còn ở dưới shop á, thì nó lại là một cái khâu mà xe cộ nó chạy qua lại á, nó rất ồn cho nên Long Bùi làm và rất khó, cho nên cũng sẽ cố gắng hoàn thiện được những cái gì nó gọi là cơ bản nhất để cho mọi người có thể hướng đến cho mọi người nó được nhiều hơn nha mọi người ha. Thì hôm nay em Long Bùi sẽ giới thiệu chín cây, chín cây thì có những cây gọi là trong chín cây này phân khúc mà có những người là đang rất là cần thiết. Đây là cây số 1. Đây là cây số 1. Matsuka M25. Japon tem đen chữ ký, những cây mà đời đời đầu của Matsuka. Đây, Matsuka M25. Đó, Matsuka M25. Đây, về cái mặt lưng này, hông này, nói chung là về cái mặt thì những cây này là họ chơi quá nhiều về cái mặt họ chơi quá nhiều, cho nên cái chỉ cái xấu là xấu cái mặt thôi, còn tất cả lại cần kiết là rất hoàn thiện. Cây đàn này cũng cần cũng cực kỳ đẹp nha, cần cũng rất là đẹp, action rất là đẹp cho mọi người chơi luôn. Và đặc biệt cây này nó có làm một cái bộ bít cúp họ dán ở bên trong, họ dán ở bên trong thùng đó. Và cái dòng bít cúp này á, hiện tại thì trên thế giới đang sử dụng rất nhiều, và Long Bùi cũng đang về cái dòng bít cúp này luôn, về cái bít cúp này luôn. Thì trong vòng khoảng tầm khoảng một tuần nữa là bắt đầu có loại bít cúp này, là nó chỉ có ra đuôi dắt ở đây và nó dán ở dưới cái mặt đờn, nó dán ở dưới mặt đờn không phải đục thùng, thì mọi người sẽ cho ra cái âm thanh nó rất là hay. Và cây này mình cũng đã test qua cái bộ bít cúp của nó rất là chất lượng nha mọi người. Thì cây này có giá là 3.500.000. Thì cây này cái mặt họ chơi rất nhiều rồi, nó chỉ xấu ở phần mặt thôi, cho nên Long Bùi mua được cái giá gọi là cực kỳ thấp, nó từng gọi là cực kỳ thấp mọi người. Nếu một cây Matsuka M25 này á, bình thường một cây Matsuka M25 mà tem đen này á, thì nó có giá tầm rơi vào khoảng là 7 triệu, 7 triệu một cây là chưa có cái bộ bít ốp này, nhưng cây này bên đó họ tích hợp, họ chơi họ tích hợp luôn cái bộ bít ốp rồi, cho nên anh em không cần phải lo mất tiếng mất đồ hết, khỏi đấy nha, có điện luôn để cho mọi người gắm vào chơi. Cây số 1, đây là cây số 2. Thì mình cũng xin nói lại là những cái này là mình đang về cái lô đàn trong cái dịp trước Tết và sau Tết này là gần 600 cây, nhưng mà được mình cũng đã làm clip là gần như là hết hàng, gần như là hết hàng rồi, chỉ còn sót lại một số ít nữa thôi. Thì Long Bùi sẽ làm thư thư ra một số, nhưng mà đỡ có được những cái đàn mà cần chất lượng như này.
Riêng trong 600 cây này á, thì Long Bùi sẽ không làm hàng cao cấp, mà Long Bùi làm là làm những cái hàng phổ thông thông dụng cho những người chưa có điều kiện để chơi những cây đàn Nhật cao cấp thì có thể có được những cây đàn này. Mặc dù nó không đẹp về cái hình thức như những cây La Niu đấu giá của Long Bùi, nhưng mà nó sẽ là về chất lượng cần. Thì Long Bùi đã tuyển lựa ra những cây gọi là cần xuất sắc, cần đẹp đó, cần đẹp sẽ đưa vào cho mọi người để chơi cho những cái đàn nó được nhẹ nhàng nhất đó. Về độ đẹp thì nó sẽ không đẹp như những cây đấu giá của em Long Bùi đã làm cách đây khoảng 1 năm, nhưng mà Long Bùi sẽ làm cho này tri ân cho những người mà đang ủng hộ cho Long Bùi, cũng như là hình thức để Long Bùi quảng bá đến cái thương hiệu của Long Bùi, không phải qua một cái khâu chạy quảng cáo nào hết, mà sẽ là đây sẽ là cái mà người sẽ mọi người sẽ chơi cần thiết, và mọi người sẽ biết đến cơ sở sản xuất đàn Vita Long, biết đến Long Bùi, và mọi người sẽ giới thiệu những người cần về đàn custom, cần về đàn cao cấp đấu giá, cần về những cây đặt đóng đó, đặt đóng rồi những cây hàng mới của chính hãng giống như Tây Ban Nha, Ý đó, rất nhiều, và biết đến cơ sở sản xuất đàn Vita Long với một cái thông điệp là 600 cây này sẽ đưa đến cho những người chưa có điều kiện để chơi những cây cao cấp, những cây đàn Nhật là muốn chơi, nhưng mà những cây đàn Nhật thấp tiền như thế này á, thì đa phần là hàng công cần, hàng đã dẹp ra rồi. Thì còn riêng với Long Bùi làm 600 cây này là 600 cây còn rất đẹp. Ví dụ như những người không có điều kiện chơi, giống như mình nói những cây đàn Nhật tầm giá khoảng 1,5 triệu đến 1,3 triệu đến 1,5 triệu, nếu không có điều kiện chơi có thể nhắn tin vào Zalo số điện thoại 0987646639 của em Long Bùi, để em Long Bùi sẽ đợi em Long Bùi sẽ tư vấn và chọn cho mọi người. Ở trong cái tầm giá mọi người vẫn có Yamaha, vẫn có Morik mà giá thấp, mà nói chung là ví dụ như nó bị mất khóa, hay là nó gọi là thiếu một hai cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà mình sẽ đưa về được những cây cần đẹp để mình làm cho mọi người. Và khi mọi người đã chọn một cây nào rồi đó, thì mọi người sẽ chuyển khoản cộng thêm 100k tiền ship, thì em Long Bùi sẽ đóng gói vệ sinh, đóng gói thay dây, sẽ ship hàng cho mọi người để mọi người nhận đề đó. Còn mọi người cứ yên tâm về mọi mặt ha. Đây là cây thứ hai, đây là cây thứ hai là cây ngựa nhân của Nhật. Và trong cái những cây đàn của mình như mình làm hôm trước, thì những cây của ngựa nhân của Nhật tất cả mà cần đẹp mình đều mua hết, tại vì những cây ngựa nhân của Nhật là nó làm đều là bằng gỗ solid hết, có nghĩa là lưng hông mặt đều là một cái loại gỗ, gỗ thịt, gỗ thật, cho nên cái âm thanh của nó rất hay đó, âm thanh của nó rất hay, có thể hay hơn giống như những người mà đã chơi về đàn Nhật, những người đã chơi về đàn Nhật. Có những chú rất là đam mê thì có thể thích những cây đàn Nhật này còn hơn những cây là đàn mới mà 20, 30 đến 50 triệu mà của hàng đóng, ví dụ Ý, Tây Ban Nha hay như thế nào đó. Có những người họ thích cái âm, tại cái âm riêng và cái âm classic đó là cái âm sâu nó rất quan trọng đó. Thì cái cây này thì nó lại không đẹp, không đẹp, nhưng mà về cái chất lượng gỗ của nó rất là đẳng cấp đó. Cái này là gỗ cẩm Brazil đó. Đây là cái vân gỗ của cây ngòi nhân của Nhật, đây là bộ khóa zin của Nhật ngòi nhân đó, ở sau nó có dán chữ là Nakamichi Minako đó, rồi nhé. Thì cái kiểu này là kiểu ngòi nhân mà đời đầu cần của Matsuoka, mà đời đầu tiên những cây này thập niên 71 họ đóng, 69 71 đây ngòi nhân của Nhật họ làm nó không có đẹp, họ chơi cái này quá lâu rồi, nhưng mà về chất lượng cần của cây này là cực kỳ đẹp luôn, cần gần như là 100%, rất thẳng. Cây này là cây số 2, có giá là 3 triệu, ví dụ như mọi người lấy cây số 1 là 3 triệu 500 thì cộng thêm 100k tiền ship là 3 triệu 600, thì Long Bùi sẽ đóng cho mọi người gồm một bao da thay vào một bộ dây mới đó, thay vào một bộ dây mới đó cho mọi người nha, là 3 triệu 600. Còn ví dụ như cây này là 3 triệu thì cộng thêm 100 là 3 triệu 100, mọi người là chi phí đóng gói và chi phí gửi có bao nhiêu thì bên em Long Bùi sẽ chịu chịu ví dụ như 120, 130, 150 tùy theo tỉnh, thì cái số còn lại Long Bùi sẽ chịu cho mọi người, tại vì ví dụ như tiền vận chuyển nó 65.000 nhưng mà tiền đóng gói nó đã là hơn 50.000, là 115.000, hoặc là những tỉnh mà xa nữa thì nó tầm khoảng 100.000, tiền đóng gói thêm 50.000, 150.000 đó, là ví dụ như vậy thì Long Bùi sẽ chịu cho mọi người 50.000 để cho mọi người chỉ nhận đàn thôi ha. Đó, còn ví dụ như mà một cái bộ dây trong cây đàn như này, mọi người không thích cái bộ dây trong cây đàn như này, mọi người muốn nâng cấp lên những dòng dây cao cấp như Sauret, Sauret và cái dòng gì Sauret là bốn, mọi người chỉ thêm là 300.000 thôi, còn cái dòng dây 600 nữa mà bây giờ nói mình quên, 600 nữa thì mình lại thêm 500 đó, thì cứ nâng cấp dây lên thôi, thì ai thích dây cao cấp thì Long Bùi xếp và thay dây hết, anh chỉnh hết luôn.
cây số 2 có giá là 3 triệu đó. Tất cả là nguyên zin hết nha. Đây là cây số 3 Yamaha SR250A, dòng đầu tiên của Yamaha, những dòng đời 250 mà tem này và gọi là 250 và 300, nhưng mà mình chưa thấy cây 300, và hiện tại là 250 đang cao cấp nhất của dòng đời tem này đó. SR50 đây, action cần thiết mà cũng rất là đẹp, rất là ok cho những cây mà chơi 5 tháng nhưng mà action cực kỳ thấp ha. Đây, bộ khóa của Yamaha SR250A. Đấy, cái lưng không, nói chung là vài năm tháng thôi chứ còn thật sự là cái đàn cực kỳ. Đây nó có những cái dấu chơi của người ta đỡ chạy nhẹ không sao hết cả, chủ yếu là về cái chất lượng chơi đây đó, âm của Yamaha đó, có giá là 3 triệu cho mọi người. Cây số 3 SR250A có giá là 3 triệu. Anh em hôm trước có hỏi mình dòng này thì chú ý cho mình cái cây số 3 này. Cây số 3 dòng đời rất cao cấp ha. Đây là cây số 4 SR200A, đó là nó dưới cái dòng kia. Đây nó bằng cái những cây Yamaha SR200. Bộ khó đây cầm. Cần cũng rất là ok nha. Đó là những cây đã tiền lừa ra rồi, cần rất ok quý vị. Cây số 4 có giá là 2.800.000, Yamaha SR200A, những cái cây mà Yamaha đời đầu tiên của gọi là đời sơ đó. Đêm hôm thì mình không thở lên clip được, tại hôm qua mình đóng hàng quá trở, mình đóng hàng và mình tiếp khách để mua những cây kết tôm bên shop là tới 8:30, cho nên lúc đó đuối luôn, cũng xin 8:30 và đóng một ngày, đó là ngày hôm qua đóng là 13 cây, tổng 13 cây setup thay dây và sinh canh chỉnh và đóng đi là 13 cây, và sáng 4 cây, chiều 7 cây và tối 2 cây, là tổng hết 13 cây. Và to vừa bán vừa tiếp khách, và buổi tối là một người chị chờ mình là từ ngày 27 Tết thì gọi điện mua cho con gái của chị một cái đàn semi classic, nhưng mà mình đã đóng cửa rồi, và chị đã mua rất nhiều đàn của bên mình từ guitar điện, guitar thùng cho con gái chơi, và rất là tin tưởng bên mình và đã chờ mình vào tới ngày hôm nay thì mới chạy qua. Đêm hôm mới gọi điện mình đã chạy qua mua mình tiếp hai khách của dòng semi trong vòng tối, không có thể kịp lên clip. Cây số 5 là đã giới thiệu rồi, số 4, số 5 là SR200A là 2.8 rồi đúng không? Tiếp theo là cây số 6. Số 6 là cây Yamaha SR150. SR150, cây này thì quá tuyệt vời rồi, giá 2.5 triệu. Hôm trước là mấy cây SR150 thì cũng đã được những người chú, người anh đã lấy hết rồi, giá quá rẻ. Một cây SR150 hiện bây giờ giá thị trường đang là 3 triệu rưỡi một cây đó. Là nhưng mà về cái chất lượng action nữa là không có ok, còn đàn của mình là chất lượng cần là tuyệt vời luôn, nhưng giá chỉ có 2.500.000 làm cho mọi người thôi. 2.500.000 cây số 6 Yamaha SR150, đó là những cái đàn gọi là cực kỳ chất lượng luôn nha mọi người, nguyên zin hết, từ khó thùng ấy rồi là nguyên zin hết. Đây là cây số 7 SG130A. Đây, Yamaha SG130A, dòng này dòng của Taiwan nhưng mà rất là cao cấp của Yamaha đó. Mặt nó rất là đẹp. Bên đây là mình mua của cửa hàng Nhật luôn đó. Lưng cây này thì mặt đẹp nhưng mà lưng nó giống như là đỡ trong cái của nó, bên đó họ chơi họ đỡ trong cái hộp, nó ngã màu này. Đó, ngã màu gỗ này, nhưng mà cây này đặc biệt là cái mặt rất là đẹp, mặt rất là đẹp và còn gần như là 100%, gần như là thẳng tắp luôn. Cây này gần như là thẳng tắp luôn, cho nên cái action rất là rất hay, tiếng rất nổ luôn. Anh em nếu thích chơi tiếng nổ á.
Như cái dòng này ở bên ngoài hiện bây giờ anh em đang làm cũng có giá là 4 triệu một cây, là dòng đàn cũ như này, mà đây chỉ có 2.500 cây số 7. Tiếp theo là cây số 8 SG130SA, cây kia là SG130A, cây này là SG130SA đó nè, cũng là 2.500. Anh em thích chọn dòng nào cho một cây mặt vàng, một cây mặt hơi sậm hơn một tí này đó. Hôm bữa mình cũng lên mấy cây nhưng anh em cũng lấy hết rồi, và hiện tại đây là cũng gần như là những cái cây cuối cùng của dòng Yamaha, cây cần rất đẹp ha, dòng Yamaha SG đó. Vừa là mình vừa bán cho khách lẻ mà vừa bán cho những thầy luôn, những thầy giáo mua luôn. Thì ai đã hỏi mình những cây này thì bây giờ đã có hàng lại thì chú ý xem mình nha. 2.500 cây số 8. Và cây cuối cùng đây là cây số 9 9 em trai vừa mới thợ mình vừa mới vừa sinh xong đã mang lên cho mình, số 9 SG170A Japan đó, cây số 9 SG170 cũng cực kỳ là hiếm nha, dòng Japan SG170A. Đây mình làm cây số 9 lúc nào cũng là một cái cây có ấn tượng cuối cùng, tại số 9 là số rất may mắn đối với mình, và cái số mà đỡ cho Long Bùi hướng tới những cái cao cấp hơn, những cái cao hơn trong cái số đàn guitar lông. Và đây là SG170A, là dòng của Japan. Japan là cũng gọi là một cái cây mà cái bộ lưng bộ cần nó cũng gọi là nó hài hòa đó, cây này nó cũng ngã nhẹ phần này thôi. À, mình cũng rất thích cái âm thanh của cái cây SG170 đó. Ví dụ như dòng của Taiwan tiếng nó nổ hơn, dòng của Nhật đó, là tiếng nó sâu hơn, còn rất đẹp, còn rất đẹp có gì đó. Thì buổi sáng ngày hôm nay Long Bùi làm 9 cây, đỡ trưa nay cho mọi người có thời gian thư thả thì xem 9 cây này của em Long Bùi đã chọn cho mình được một cây. Thì hôm trước mình cũng đã lên những clip dây sắt dây lông thì được những người chú người anh ủng hộ rất nhiều, và em Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, và xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi cho những cây hỗ trợ cho mọi người được cái giá thấp nhất. Mà đây là những cây gọi gần như là chất lượng nhất trong 600 cây, 600 cây mà mình về trong những cái dịp cuối năm và đầu năm nay đó. Còn ví dụ như anh em thích những dòng thấp hơn hay những dòng cao hơn thì có thể nhắn tin cho Long Bùi qua số điện thoại 0987 646 639 của em Long Bùi, hoặc là đến cơ sở sản xuất đàn guitar lông ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, để chọn cho mình những cái đàn được gọi là ưng ý ha mọi người. Xin chân thành mọi người rất nhiều, xin cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Những người ở thành phố, những người chú người anh ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà chọn cái nào rồi đó thì có thể gọi điện cho em Long Bùi để mua. Nhiều khi là mấy chú ở thành phố Hồ Chí Minh cứ chủ quan nói gần đây đã chạy tới xem trong vòng khoảng 10 giờ hay 5 giờ. Có khi có những chú vừa lên xong clip khách đã lấy rồi, khách ở tỉnh đã lấy rồi, đã chốt lấy và chuyển khoản rồi, thì mấy chú chạy tới đòi lấy cái đó thì cũng không được. Mình cũng đã nhận qua rồi thì chỉ có nhận một người thôi, mình không có nhận, dù là người đã chưa chuyển tiền mình nhưng mà đã dặn cho mình thì uy tín mình cũng chỉ đỡ cho một người thôi. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau của em Long Bùi ạ.